Em đang nằm mơ sao? An Phi, sau này đừng khóc nữa. Cái này có lẽ không cần thử nữa rồi. Sao lại là bò bít tết nữa vậy? Anh không tha cho con bò sao? Còn không phải là do cho con heo em ăn sao? Anh nói ai heo? Tối qua lúc anh đi qua phòng của em, nghe thấy tiếng em ngáy khò khò. Anh tiêu rồi, anh tiêu rồi. Em mà làm như vậy là khét đó. Dù sao em cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với người làm nổ banh nhà bếp đâu. An Phi, lần này cho dù anh làm ra như thế nào, em hứa với anh đều phải ăn hết. Tại sao đột nhiên nghiêm túc vậy? Bởi vì thế này mới xứng đáng với mạng sống đã chết để làm thức ăn. Học từ đâu ra đó? Được rồi, em ăn. Cùng lắm là đau bụng một trận thôi. Nợ anh một lần. Cũng không biết sau này có thể làm cơm cho cô ấy ăn không. Bít tết, cổ vũ chút đi. Nào, ăn thử xem. Bít tết tiêu chuẩn 97 phần. Bên ngoài là màu nâu đỏ nhạt, còn bên trong là màu hồng. Nhà bếp chưa nổ, tiến bộ. Cũng được. Được. Sau này không có dì Trương ở đây, anh sẽ nấu cho em ăn. Quá tốt rồi. An Phi, sau này cho dù dì Trương có hay là không có, em cũng phải ăn cơm đàng hoàng, biết chưa? Thêm miếng nữa. Vừa nãy không phải nói muốn kinh doanh hãng hải cho tốt sao? Không có thời gian. Bây giờ sao lại có thời gian ra ngoài chơi rồi? Vậy đi về. Không, rõ ràng Đức thích đi dạo với anh mà. Kem, em đi mua. Ông chủ, không có người. Muốn ăn kem vị gì? Vani hay là dâu tây? Làm gì đó? Cầm lấy đi. Không được. Ăn tùy ý, anh bao hết rồi. Lần trước em viêm phổi không ăn được, lần này bù đắp cho em. Bị anh bao hết rồi. Nhưng mà em nhớ kỹ, ăn bao nhiêu cũng được, nhưng mà nhất định không được bệnh. Nếu không anh không chịu trách nhiệm đâu. Không cần anh chịu trách nhiệm. Cứng miệng. Vậy thì em phải khỏe mạnh đó. Không được để anh có cơ hội. Nhân viên thí nghiệm rút về, nhưng phản ứng dưới đáy biển không ngừng lại được. Thuyền cứu viện không thể tới gần. Đừng để An Phi biết.
Diệp Hải, sao em lại ra đây? Nhớ anh à? Làm em hết hồn. Anh không ngủ được nên ra đây ngồi một lát. Đây đại diện cho niềm tin. Anh từng hứa với em sẽ không bao giờ lừa dối em. Nếu anh gặp em thì anh tiêu đời đó. Chuyện anh hứa với em có bao giờ không làm được đâu. Anh nói xem, anh có đang giấu chuyện gì không? Cất hòn đá của em đi. Lời anh hứa với em sẽ không thay đổi. Vậy nếu có một ngày em không tìm thấy anh thì sao? Em có biết tại sao lúc trước luôn có thể tìm thấy em không? Nguyên nhân rất đơn giản. Khi em ở trong lòng ai đó, người đó nhớ tới em bèn biết được người đó đang ở đâu. Nếu có một ngày anh đi xa, em mà nhớ anh thì hãy nhìn ra biển, vì biển sẽ kết nối cả thế giới lại với nhau. Giờ em ngủ rồi, anh hãy đi được không? Cá heo nhỏ, khi em mới đến thần điện của anh đã biết là em. Em lấy gì cái đinh ba của anh? Anh nhìn em chơi đùa vì anh muốn làm quen với em. Tấn công Athena cũng là vì em, vì em từng nói em thích nơi đó. Vì vậy anh muốn chiếm lấy nơi đó để tặng cho em. Anh cũng biết trên sông bạc em luôn cược anh thắng. Vì vậy trước giờ anh không muốn làm em thất vọng. Anh là người đầu tiên, cũng là người duy nhất em yêu. Người tỏa sáng lấp lánh, người khiến em chìm đắm. Anh chờ em nghìn vạn năm, bây giờ đến em chờ anh. Em đang nằm mơ sao? An Phi, sau này đừng khóc nữa.
sao quên.